hướng dẫn làm thủ tục xin visa du lịch Đức cùng lữ hành Việt Nam. Bạn có mơ ước được đặt chân đến đất nước Đức xinh đẹp, nơi mà mỗi góc phố đều kể một câu chuyện, và mỗi bữa ăn là một trải nghiệm mới. Hôm nay, lữ hành Việt Nam sẽ cùng bạn mở ra cánh cửa dẫn tới hành trình đó với các thông tin cực kỳ chi tiết về thủ tục làm visa du lịch Đức. Visa du lịch Đức, hay còn gọi là visa Schengen loại C, cho phép bạn lưu trú tại Đức và các nước Schengen khác tối đa 90 ngày trong vòng 180 ngày. Đây là loại visa phổ biến dành cho những ai muốn khám phá, tham quan hoặc tham gia các hoạt động giải trí. Để tham khảo giá dịch vụ, bạn vui lòng gọi đến số hotline hiển thị trên màn hình. Thời gian 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Hồ sơ xin visa du lịch Đức bao gồm chứng minh nhân thân, hộ chiếu bản chính có hiệu lực 6 tháng, có chữ ký. Tờ khai xin visa du lịch Đức theo mẫu của cơ quan lãnh sự Đức. Hai ảnh chân dung nền trắng, chụp không quá 6 tháng, kích thước 3.5x4.5cm. Bản sao sổ hộ khẩu có công chứng và chứng minh nhân dân photo. Bản sao hoặc công chứng giấy đăng ký kết hôn, ly hôn, nếu có. Giấy tờ chứng minh tài chính bao gồm sổ tiết kiệm hoặc sao kê tài khoản ngân hàng tối thiểu 100 triệu đồng tính đến thời điểm hiện tại, bản sao. Ngoài ra bạn sẽ cần các giấy tờ khác chứng minh công việc, tài chính và chi tiết lịch trình cho chuyến đi tới Đức. Quy trình làm visa du lịch Đức tại lữ hành Việt Nam như sau. Bước 1. Tư vấn từng trường hợp cụ thể và hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ cần thiết. Bước 2. Ký hợp đồng dịch vụ làm visa Đức và tiến hành nhận hồ sơ gốc. Bước 3. Xử lý hồ sơ bao gồm từ dịch thuật, chứng minh tài chính, chứng minh công việc, công chứng giấy tờ, lịch trình chuyến đi. Bước 4. Tập luyện cách trả lời phỏng vấn được lưu loát. Bước 5. Đặt lịch hẹn xin visa cho khách hàng. Bước 6. Nộp hồ sơ thay khách hàng. Bước 7. Theo dõi hồ sơ khách hàng kỹ lưỡng để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh sau nộp hồ sơ, nếu có. Bước 8. Theo dõi kết quả hồ sơ và gửi visa cho khách hàng. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá từng bước trong quy trình xin visa du lịch Đức. Hãy nhớ rằng, mỗi hành trình bắt đầu bằng một bước đi, và việc chuẩn bị hồ sơ xin visa là bước khởi đầu cho chuyến phiêu lưu của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và chúc các bạn có một chuyến đi thật tuyệt vời đến Đức.